Xin chào các bạn, đây là chiếc Ford Everest 7 chỗ và chúng tôi đã đăng ký đăng kiểm cho cái dòng xe này rồi. 99A28538. Các bạn thấy biển này thế nào ạ? Đẹp không ạ? Đây là chiếc Ford Everest 7 chỗ 1 cầu. Vâng, 7 chỗ 1 cầu, động cơ dầu 2.0 turbo tăng áp cho công suất của nó là 180 mã lực. Xe màu đen rất là đẹp và đuôi xe 38 tài phát, quá đẹp, quá tuyệt vời các bạn. Các bạn muốn có cái xe mà đẹp như thế, biển số đẹp như thế thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666 để tôi hỗ trợ các bạn. Ngoài ra còn trang bị rất là nhiều tính năng, chìa khóa thông minh, nút khởi động start stop, màn hình camera lùi, điều hòa tự động hai vùng khí hậu, ghế da, ghế điện và chống ồn chủ động, rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích khác. Xe này là giá là 1.177.000.000 và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi để có cái giá tốt nhất và có cái chương trình khuyến mại nhé. Đây, ghế điện ạ, ghế da và điều chỉnh bằng điện 8 hướng. Mời các bạn là tham khảo thêm về phần nội thất của xe. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại để tôi hỗ trợ các bạn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất và tiếp theo. Vâng. Everest Titanium 1 cầu giá 1.177.000.000 và tặng bảo hiểm thân vỏ. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp. Xe này xe chúng tôi đã đăng ký cho khách hàng rồi nhưng mà giá rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.